Hello anh Khánh. Hello. Hello anh Khánh. Hello Ok, hi. Ok, so can you turn on the camera? Anh Khánh, can you hear me? Can you turn on the camera? Anh Khánh ơi, có nghe thấy cô không? Wait a minute. Ok. Okay, I can see you now. Okay, so nice to meet you. So anh Khánh, you have to turn on the mic during the lesson. Okay. Okay, Yes. so hello, can you put the camera lower? Con có thể đặt cái camera thấp xuống được không? Okay, so nice to meet you. I will be your teacher during your course at Pantado. Ok, cô sẽ là giáo viên tiếng Anh của con trong thời gian con học tại Pantado nhá. Ok, so the first thing, I hope to hear you introducing about yourself. Can you introduce yourself? Something about yourself? Can you introduce something about yourself? Con có thể giới thiệu một chút về bản thân của con được không? I'm Okay. Wait, because I cannot hear you very clearly. Một chút nha. Okay, so tell something about yourself. Okay. I will ask and you will answer. Okay. So what's your name? What is your full name? What is your full name? Miss Liu. What? Tên đầy đủ của con là gì? Muốn Okay, nào, trả lời bằng tiếng Anh. My full name is Vũ An Khánh. Okay. Okay, so An Khánh, how old are you? How? What? How old are you? Có bao nhiêu tuổi? I 11 years old. Ah, you are 11 years old. Very good. 11. This means that you are in grade 5. Con nào lớp 5 à? Okay, very Yes. good. What? Five or six? Yes. Yes, okay. Cái hơi hơi nó ra, tại loa nó hơi bị dè một chút. Okay. So the next thing. Where do you live now? Where do you live now? I live in Hà Nội. Okay, very good. It's the same to me. Cô cũng sống ở Hà Nội. Okay. And can you tell me about your living place? Con có thể kể cho cô về nơi ở con được không? Describe something about your living place. Your current place. Trước hết cụ thể hơn nào, nó ở vùng nào Hà Nội con? Quận nào của Hà Nội? Con nói tiếng Việt cho cô cũng được, cô sẽ dịch cho con. Con ở quận nào của Hà Nội con? Thanh Xuân District. Quận Thanh Xuân. Okay, very good. And I live in Ba Đình District. Cô thì sống ở quận Ba Đình. Đội Cấn District. Sống ở Đội Cấn, phố Đội Cấn. Okay. Okay, so next, what are your hobbies? Are your hobbies? Hả? Con có hiểu không? Cô dịch cho con nhá. What are your hobbies? Hobbies ở đây là sở thích. Thế sở thích Ừ.
của An Khánh là gì? Khi mà cô hỏi như thế thì con có thể trả lời luôn là I like. Sau đó động từ cái việc đó và con sẽ thêm đuôi in vào là được. Được chưa? Ví dụ nhá. Ví dụ sở thích của cô sẽ là cô thích đọc sách chẳng hạn. Thì cô sẽ nói là I like reading books. Ok. I like reading books. Ok. Được chưa? Thế vậy sở thích của con là gì? Cleaning the house. Con thích lau nhà? Dọn nhà? Yes. Ah, okay, that's great hobby. Okay, rất tuyệt. Okay, very good. So you can say that my hobby is to clean the house. Được chưa? Đây là cách thứ nhất. My hobby is to clean the house. Sở thích của tôi là dọn nhà. Hoặc con có thể nói cách thứ hai đó chính là I like cleaning the house. Tôi thích lau nhà. Tôi thích dọn nhà. Chưa? Okay. So how many people are there in your family? How many people are there in your family? Four people. What? How many? Four people. Okay, so who are they? Basil. Bố này, mẹ, ai nữa con? Me, con và ai nữa? Bốn người cơ mà. Sister. Your sister. Ok, nhớ cho cô nhá. Khi mà giới thiệu thành viên trong gia đình ấy, thì con phải để con là cuối cùng, được chưa? Đây là thể hiện sự lịch sự, được chưa? Ở nước ngoài ấy, thì người ta sẽ luôn luôn đặt mình ở phần cuối cùng. Ví dụ này, gia đình của tôi có bốn người. Đó chính là bố mẹ tôi, em gái tôi và tôi. Được chưa nào? My family has four members. My parents. Parents thì bao gồm bố và mẹ rồi. Được chưa? Nếu mà con không nói parents thì con có thể nói là my father, my mother cũng được. Được chưa? Tiếp theo nhá. My sister and me. Và tôi nữa. Được chưa? Nhưng nhớ cho cô là tôi phải đặt ở cuối cùng. Ví dụ câu tiếp theo này. Ví dụ nữa này. Đó chính là các bạn của tôi và tôi hôm nay thì sẽ đi chơi đấy. Các bạn của tôi và tôi thì hôm nay đang đi chơi. Được chưa? Today, my friend and I are going to play in the park. Hôm nay thì các bạn tôi và tôi sẽ đi chơi ở công viên nha. Đang chơi ở công viên đấy. Được chưa nào? Con đã hiểu chưa? Yes. Okay, very good. Okay, so my turn. Đến lượt của cô nhá. Okay, so hello, my name is Quỳnh Hương. Tên cô là Quỳnh Hương. And I am 23 years old. Cô 23 tuổi. I have graduated from Foreign Trade University in Hà Nội, Việt Nam. Cô thì tốt nghiệp trường Đại học Ngoại thương Hà Nội, được chưa? And I have one child. Và cô đã có một em bé rồi, okay? And now I live in Đội Cấn Street, Ba Đình District, Hà Nội City. Hiện tại cô đang sống ở Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội, được chưa? My hobbies are reading books and watching movies. Sở thích của cô là cô thích đọc sách và cô thích watching movies, xem phim. Okay. So where are you, An Khánh? Where are you? Con đâu rồi? An Khánh ơi, An Khánh nghe thấy cô không? Yes. Okay, bật cam lên con. Okay, very good. Nào, lại tắt rồi. An Khánh đâu rồi con? Con ơi. Ok, được rồi. Nếu mà đi ra ngoài thì bảo cô nhá. Được chưa? Nhớ bảo cô. Ok, được rồi. Ok, so I hope that your time studying at Pantado will be great. Và cô hy vọng là cái thời gian con học tại Pantado cùng cô sẽ là một khoảng thời gian tuyệt vời, được chưa? And you will receive precious knowledge as well as you will be fluent in English. Và cô hy vọng là con sẽ có được một cái
một cái kiến thức quý giá và mong là con sẽ thành thạo được tiếng Anh, được chưa nào? Okay. However, I have some rules at class. Tuy nhiên thì cô cũng sẽ có một vài các quy tắc tại lớp học, được chưa? The first one. Two things you have to. You need to have. Two things that you need to have. Hai thứ một con bắt buộc phải có đó chính là book, a textbook and a pen. Là một quyển sách, à một cái vở và một cái bút. Chưa? A textbook and a pen. Okay. And the next things. Điều tiếp theo nhá. How you have to focus on my lesson. Con cần phải chú ý vào bài học của cô nhá. Chú ý, focus on my lesson. Okay. And next, when you have to go out, tell me. Khi mà con cần đi ra ngoài thì hãy bảo với cô, được chưa? I will be pleased. Okay. Okay, very good. Tất nhiên là cô sẽ đề cao cái sự thoải mái nhá. Sự thoải mái. Nếu mà con có vấn đề gì nào đó trong học tập, những cái vấn, kể cả vấn đề trong cuộc sống của con có thể hỏi cô, hỏi ý kiến cô, hỏi cái quan điểm của cô chẳng hạn, con có thể chia sẻ với cô, được chưa? Bởi vì biết đâu là cô sẽ cho con được những cái lời khuyên, được chưa nào? Và kể cả những cái bài tập trên lớp, nếu mà khó, có những câu hỏi khó thì cũng có thể hỏi cô. Ok. Are you ready to study? Okay. Are you ready? Yes. Okay, very good. Okay, so now I will share my screen. That is the end of our introduction today. Mình đã làm quen với nhau xong rồi. Bây giờ mình sẽ đến phần học nhé. Okay. Now, can you see my screen? Okay. Yes. Đợi cô một chút, cô sẽ xe lại màn hình nha. Giọng của cô rồi đang hơi bị khàn chút. Vì giờ này cô đang bị khàn. Hà Nội giờ này đang chuyển mùa, nhưng thay đổi thời tiết. Ok, nào, con nhìn thấy màn hình của cô chưa? Yes. Ok, very good. This is the title of the unit today. Đây cũng chính là cái tiêu đề của bài học ngày hôm nay. Hello. Hello đó chính là lời chào, được chưa? Ví dụ, chào bạn. Hello, hi. Nó cũng sẽ gần nghĩa với từ hi. Hello và hi cùng là đều là xin chào, được chưa nào? Tuy nhiên thì từ hello và từ hi con có thể chào được với tất cả mọi người, nhưng mà thông thường sẽ là chào với bạn bè, chào những người thân của mình. Được chưa? Hello. Không phải là hello đâu nhá. Hơ, nó là âm ơ, hơ và âm đằng sau là âm âu. Sẽ ghép lại thành hello. Hello. Chứ không phải là hello đâu nhá. Hello. Ok. Rất là nhiều người hay đọc nhầm. Đọc cho cô nào. Hello. Hello. Ok, very good. Your accent is great. Âm của con khá là nhẹ và hay. Cố gắng phát huy nhá. Ok, được rồi. Here. What are different ways to say hello? Đây là những cách khác nhau để nói xin chào, được chưa? Cùng là xin chào nhưng mà mình sẽ có rất là nhiều cụm từ, được chưa? Cụm từ đầu tiên khi mà con gặp một người vào buổi sáng, con thức dậy con chào mẹ con đang nằm bên cạnh con chẳng hạn, được chưa? Vừa thức dậy thì thấy mẹ đang nằm bên cạnh, đang ngồi bên cạnh mình và chuẩn bị gọi mình dậy chẳng hạn, con sẽ chào mẹ là good morning. Okay, can you repeat after me? Con nhắc lại theo cô. Good morning. Okay, good morning. Okay. Thế vậy chào vào buổi chiều thì sao? Chúng ta sẽ có từ good afternoon. Ok, nào, đọc cô nào. Good afternoon. Good afternoon. Ok, very good. Ok, next. Thế vào buổi tối thì sao? Chúng ta sẽ có từ là good evening. Đọc đi con. Evening. Ok, evening. Ok. Nhắc lại nhá, chào buổi sáng chúng ta sẽ có từ good morning. Buổi chiều, afternoon. Buổi tối, good evening. Ok, được chưa nào? Vậy thì cô hỏi con nhá, thế buổi đêm thì sao? Thế lúc mà con đi ngủ ấy thì nó cũng không phải là buổi tối nữa mà là buổi đêm rồi, thì buổi đêm con sẽ chào như thế nào nhỉ? Good night. Đúng rồi, chính xác, good night. Ok, cô ghi ra đây nhá.
lúc buổi khuya đấy, được chưa? Good night, night là buổi đêm mà, được chưa? Đó thì chúng ta sẽ có từ good night. Ok, nào bây giờ anh Khánh ghi những cái cụm từ lời chào này vào vở cho cô. Con ghi như thế này này, anh Khánh ơi, cô hướng dẫn con ghi này. Ví dụ, good morning. Chào buổi sáng chẳng hạn. Chào buổi sáng. Ok, con biết cách ghi chưa anh Khánh? Yes. Viết đi con. Ok, have you done? Xong chưa con? Yes. Ok, very good. Now, tiếp nha. So, what do you say when you leave someone? Thế con nói gì khi mà con rời đi? Nghĩa là con đang nói chuyện một người. Ví dụ con đang nói chuyện một người mà con đi ấy, thì con cần nói gì nhỉ? Con rời đi. Con rời đi thì con cần nói gì? Ngược với xin chào là gì con? Anh Khánh đâu rồi con? Yes. Con rời đi thì con nói gì con? Bye bye. Bye bye, đúng rồi, chính xác. Hay nói trong tiếng Việt là chính là các câu tạm biệt. Được chưa? Ok, chúng ta có các câu tạm biệt sau đây. Đầu tiên, cái đơn giản và dễ nhất đó chính là goodbye và bye. Đó chính là đều là chào tạm biệt. Được chưa? Nhưng mà ngoài ra, ngoài từ chào tạm biệt thì chúng ta còn có thể một cái lời hẹn chưa? Người ta cũng sẽ hiểu là con đang tạm biệt người ta về đấy. Đó chính là từ câu see you later. See you later. Ok, có nghĩa là gặp lại bạn sau nhá. Gặp lại cô sau nhá. Gặp lại mẹ sau nhá. Đó, nó đều là see you later. Ok. Còn tiếp theo, nó cũng có thể là see you tomorrow. Đó chính là hẹn gặp lại bạn vào ngày mai nha. Được chưa? Đây đều là những cái lời tạm biệt. Ok nào. Anh Khánh đọc lại cho cô nào. Goodbye. Goodbye. Ok. Tiếp theo nha. Bye. Bye. Tiếp theo. See you later. See you later. Ok. Tiếp theo. See you tomorrow. See you tomorrow. Ok. Tomorrow có nghĩa là ngày mai đấy. Được chưa? Hẹn gặp lại bạn vào ngày mai. Ok. Thì cái này con chỉ cần ghi cho cô hai cụm, đó chính là see you later và see you tomorrow và vợ thôi. Bởi vì hai cụm. Làm sao cả? Con ghi cả hai, goodbye và bye. Được không? Nếu con thích ghi, chưa? Goodbye và bye nó đều có nghĩa là tạm biệt. Còn see you later nó là hẹn gặp lại bạn sau nhé. Và see you tomorrow có nghĩa là hẹn gặp lại bạn vào ngày mai. Được chưa? Ok, ghi vợ cho cô. Ok, very good. Thanks. Ok. Goodbye, friend. À, hello, friend, and goodbye, friend. Đây là một bức ảnh, đúng không? Một bức ảnh này thì cái bạn nữ này nói là xin chào bạn, hello, friend. Còn bạn kia thì nói là goodbye, friend. Tạm biệt bạn nhé.
Ok. Đây. Hello again. Và cái unit 1 hôm nay của chúng ta sẽ có tiêu đề là Hello again. Xin chào. Xin chào. Again có nghĩa là lại đấy, là lần nữa, được chưa? Lần nữa. Ví dụ ví dụ như là con vừa gặp bạn này ở trong lớp, sau đó con khi mà con về, con đang trên đường đi về nhà, con lại gặp bạn này thì đó, see you again đó, thì có nghĩa là lại gặp lại bạn một lần nữa, thì cái từ again này có nghĩa là một lần nữa, chưa? Đó, tiếp theo nào, mình sẽ đến với bài tập này nha. Nào, con nhìn thấy bức tranh chưa nào? Yes. Okay. Now, trả lời cho cô câu hỏi. How many children are there in your playground? How many children are there in your in the playground? Seven children. Now, nhớ cho cô nhá. Con nhìn này. Thực ra con không cần phải suy nghĩ là con sẽ nên trả lời với chủ ngữ nào. Con chỉ cần nhìn câu hỏi thôi là con đã biết cách trả lời rồi. Con nhìn. Và đây cho cô. How many đúng không? Có bao nhiêu children, đứa trẻ. Are there? Thì đây chính là cách hai cái từ này sẽ giúp con trả lời với chủ ngữ là nếu hỏi là are there thì mình sẽ trả lời là there are. Chưa? There are. Nhớ cho cô nhé. There are thì cộng với danh từ số nhiều, số đếm là số nhiều. There is cộng với danh từ số ít, số đếm là số ít. Ví dụ, tôi có một cái bút, ví dụ như là có một cái bút ở trên bàn chẳng hạn, thì sẽ là there is a pen on the table, được chưa? Nhưng mà có lại có hai con chim ở trên trời chẳng hạn, thì sẽ là there are two birds in the sky, được chưa? Chính vì thế trong câu này con không được trả lời là it is, mà con phải trả lời là there are. Được chưa? Câu này nó sẽ hỏi là có bao nhiêu đứa trẻ trong khu vui chơi thì con đếm đi. 1 2 3 4 5 6 chứ con? 6 chứ. Con vừa trả lời là mấy nhỉ? Mấy? Mấy con? 7 cô. 7 à? Con nhìn con nhìn đằng sau nữa. Không phải, con nhìn này. Cái ông này không phải là đứa trẻ, children thôi, nó chỉ tính đứa trẻ thôi, được chưa? Cái ông này là bố của cái cô áo vàng ấy, được chưa? Thấy không? Cô ông bố này đón cô áo vàng tan học. Thì cái này không được tính là một đứa trẻ nha, đây là một người lớn. Nó sẽ sử dụng từ người lớn là từ adult. Cao bằng nhau. Ok, người ta vẽ hơi xấu một chút. Sẽ có 1 2 3 4 5 và 6 đứa trẻ, được chưa? Children. Thì con sẽ trả lời là nếu con chỉ trả lời ngắn thì con sẽ chỉ cần trả lời là 6 children thôi. Còn nếu mà con trả lời nhiều, con thích trả lời dài, gọi là trả lời dài đấy. Trả lời đầy đủ con sẽ là there are six children in the playground, được chưa? Tiếp theo câu số 2. What is the building that's behind the children? What is the building behind the that's behind the children? Cái tòa nhà đằng sau những đứa trẻ là tòa nhà nào đấy? Nó tên là school. Đúng rồi, chính xác, rất tốt. Good. Tiếp theo, so how many grown-ups can you see? Đây cũng chính là đồng nghĩa với từ adult mà cô vừa bảo lúc nãy. Đây là người lớn đấy. Grown là lớn lên, up là lớn lên hẳn rồi. Những cái người lớn lên hẳn rồi, đấy gọi là người lớn, được chưa? Grown-up, danh từ ghép, được chưa? Thế có bao nhiêu người lớn? One. Chính xác, đúng rồi. Ok. Tiếp theo mình sẽ đến với phần vocabulary. Đây là phần từ vựng nha con. Nào. Sky. Ta có các từ vựng sau đây. Từ đầu tiên, nhìn vào màn hình cho cô. An Khánh. Nào. Nhìn vào màn hình nha. Từ đầu tiên. Sky. Đọc đi. Sky. Ok, sky là chính là gì nhỉ? Bầu trời. À, tiếp theo. Bầu trời. Đúng rồi. Tiếp theo, chúng ta có một từ. Nghe người ta đọc nhá. Seat. Seat. Đọc cho cô. Seat. Seat. Ok, seat này ấy, nó có nghĩa là chỗ ngồi và nó cũng có nghĩa là cái ghế ngồi, được chưa? Nếu có nghĩa là cái ghế ngồi thì nó sẽ đọc lại, thì nó sẽ đồng nghĩa với từ chair, được chưa? Đọc lại cho cô nhá. Seat.
Okay, tiếp. Skateboard. Đọc đi. Skateboard. Đọc lại nhá, cô đọc lại này. Skateboard. Skateboard. Okay, skateboard. Skateboard. Yeah. Skateboard là cái gì? Bóng chuyền. Đúng rồi, chính xác. Tốt. Tiếp theo, chúng ta có từ backpack. Đọc đi con. Backpack. Cái gì đấy? Nó nghe người ta đọc lại. Backpack. Được chưa? Backpack. Back. Backpack. Đúng rồi. Chữ B ở cuối không bật hơi, nhưng mà chữ P ở đằng sau thì có bật hơi đấy. Đọc là backpack. Ok. Và từ thứ hai đó là rucksack. Nó đều có nghĩa là cái ba lô. Rucksack. Rucksack cũng có nghĩa là ba lô, mà backpack cũng có nghĩa là cái ba lô. Được chưa nào? Tiếp theo, chúng ta có từ bicycle. Đọc lại cho cô. Bicycle. Ok. Bicycle dễ rồi, nó là gì nhỉ? Cái xe đạp. Đúng rồi, chính xác. Ok. Mày đúng không? Sao con? Mày đúng không? Con là cái kính. Hả? Kính. Sao con? Con là cái kính. Con nghe thấy tiếng kính á? Con là cái kính. À, con đi đi. Sao cái... Sao con nó cứ bị ồm ồm với cô không nghe rõ? Rồi. Nào, đọc lại cho cô từ xe đạp nha. Bicycle. Bicycle. Chữ C ấy. Chữ C âm thứ hai ấy. Đọc ngắn thôi con ạ. Được chưa? Đừng có bicycle nha. Chỉ là bicycle. Ok, bicycle. Ok, tốt. Tiếp theo. Chúng ta có từ grass. 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 Ừ, đúng rồi. Âm con hay lắm. Cố gắng phát huy nha. Grass. Ok. Grass đây là bãi cỏ, được chưa? Bãi cỏ, được chưa? Tiếp theo nha, chúng ta có một từ sunglasses. Sunglasses, đọc cho cô. Sunglasses. Ok, sun, đọc nhấn mạnh vào cái âm mà người ta viết cái dấu phẩy ở đằng trước ấy, được chưa? Thì đây gọi là trọng âm, là con sẽ phải đọc mạnh cái âm đấy, được chưa? Đọc lại cho cô nha. Sunglasses. Sunglasses. Ok, sees. Âm Z ở cuối. Tiếp con. Roof. 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 Roof là gì đây? Biết không? Có biết không? Every house has roof. Mọi ngôi nhà thì đều có roof. Thì đó là chính là cái nhà. Nhà. Ừ, đúng rồi. Đọc lại cho cô nào. Roof. Roof. Ok, nào, bây giờ cô sẽ đọc lại một lần và con sẽ đọc theo nha. Nào, sky. Sky. Ok. Seat. Seat. Skateboard. Skateboard. Ok, tiếp theo. Backpack. Backpack. Ok, tiếp theo. Rucksack. Đúng rồi. Tiếp theo, bicycle. Bicycle. Tiếp theo, bike. Bike. Ok, tiếp theo, grass. Grass. Ok, tiếp theo, sunglasses. Sunglasses. Ok, tiếp theo, roof. Roof. Ok, nào, ghi những cái từ mà con chưa biết vào vở. Còn những cái từ ví dụ như là xe đạp thì con không cần ghi nữa, bởi vì con biết rồi, được chưa? Còn những cái từ nào con chưa biết thì con ghi ở cô. Ghi đi con. Ghi sang nói cô nhé.
Vô xong. Ok, tiếp nha con. Nào, tiếp theo mình sẽ học đến về thì, được chưa? Present, present simple là thì hiện tại đơn giản, được chưa? Nó xuất phát từ hai từ thôi, hai từ ghép lại. Present là hiện tại, simple là đơn giản. Chúng ta sẽ có một thì đó chính là hiện tại đơn giản. Và thì thứ hai đó chính là present continuous. Thì present continuous đây là thì hiện tại tiếp diễn, được chưa? Nó cũng nối được bởi hai từ đó chính là present là hiện tại và continuous đó chính là tiếp diễn. Thì chúng ta sẽ có hiện tại tiếp diễn, chưa? Ở lớp con đang học về thì hiện tại đơn giản và thì hiện tại tiếp diễn chưa? Rồi. Rồi à? Thì hôm nay mình học lại nhá. Làm sao con? Con vẫn chưa thuộc mấy. À, con vẫn chưa thuộc mấy à? À, cái về ngữ pháp tiếng Anh ấy thì không phải là cứ thuộc là con sẽ nhớ mãi mãi đâu. Con thuộc con phải thực hành cơ. Cũng nghĩ là con chưa thuộc mấy bởi vì con chưa thực hành nhiều thôi. Được chưa? Mình cứ học rồi mình thực hành thì mình sẽ nhớ. Được chưa? Nhớ cho cô, ở trong tiếng Anh có hai loại động từ. Đó chính là động từ to be. Đó chính là e, am, are. Cái này biết chưa? Động từ to be. Cái này không cần ghi nhá, quý nhá rồi. Đó chính là is, là arm. Is, arm. Are, chính xác, đúng rồi. Is, arm, are. Ok. À, đây là động từ. Phải có chút đường. À, cô viết nhầm vậy. Arm, are. Thì is nó đi với chủ ngữ là ngôi thứ ba số ít, khi si ít hoặc là danh từ số ít đến được. Thì nó, hoặc là danh từ không đến được, nó đều đi với is. Được chưa? Am nó đi với chủ ngữ chỉ là ai thôi. Được chưa? Và a nó đi với chủ ngữ số nhiều. Đó là danh từ số nhiều đếm được hoặc ngôi số nhiều. Ví dụ we, you, they. Được chưa? Thì cái động từ to be này nó có nghĩa là thì ở. Ví dụ nhá, tôi là học sinh. I am a student. Thì là. Được chưa? Thì ví dụ cô ấy thì rất là đẹp đấy. She is very beautiful. Ok. Hoặc trong ở nhá. Thì tôi đang ở trường. I am at school. Được chưa? Đấy là các ý nghĩa của động từ to be. Là thì ở, nhớ như thế cho cô. Còn động từ thứ hai nó gọi là động từ thường, thì là gọi là verb. Thực ra to be nó cũng là một loại verb, được chưa? Nhưng mà người ta viết như này để người ta phân biệt thôi. Động từ to be và động từ thường, to be and verb, được chưa? Verb thì nó là các động từ thường thôi. Ví dụ chơi, play, nó là chạy bộ, là jog, hay là nó là học và study, thì toàn bộ những cái động từ chỉ hành động đấy nó gọi là động từ thường. Được chưa nào? Con đã hiểu chưa? Yes. Đó, nhớ cho cô để nhớ, đặc biệt là thì hiện tại đơn giản, bởi vì thì hiện tại đơn giản nó sẽ không chỉ có một công thức mà nó sẽ có hai công thức. Công thức thứ nhất đối với động từ thường và công thức thứ hai đối với động từ to be. Được chưa? Động từ thường, nhớ cho cô này, chủ ngữ sẽ cộng với động từ thường thêm s hoặc es. Được chưa? Hoặc không chia. Tại sao cô nói như thế? Nếu chủ ngữ là he, she, it, danh từ số ít, ngôi số ít, thì động từ sẽ chia thêm s hoặc es. Được chưa? Nếu chủ ngữ là ngôi số nhiều, we, you, they, danh từ đếm được số nhiều, thì động từ sẽ không chia, chỉ giữ nguyên là verb thôi. Cô ví dụ này. Ok. Chúng ta có là cô ấy chơi đá bóng. À, cô ấy chơi đá bóng thì si sau đó phải chia từ động từ play soccer. Thế con sẽ chia như thế nào? Từ play này con sẽ chia như thế nào? Chia như nào? Thế bé chính xác, đúng rồi con. Si là ngôi thứ ba số ít. Cô ấy thì động từ phải chia. Được chưa? Nhưng lại có cô lại có thì hiện tại đơn giản nhưng mà lại câu khác này. We. Bread in the afternoon, in the morning. Cô ăn bánh mì vào buổi sáng thì nhớ cho cô hiện tại đơn giản nó chỉ là thói quen đấy. Được chưa? Thì đây là thói quen tôi ăn bánh mì vào buổi sáng. Vậy thì cái từ eat này có chưa không? Hay là như viết như thế nào? Không chia. Chính xác, không chia. Rất tốt, học tốt đấy con. Nhớ cho cô nhá, nhớ chưa? Còn đối với tượng từ to be thì dễ thôi. Chủ ngữ cộng to be là is, am, are. Cô giải thích rồi. E đi với he, she, it, danh từ số ít. Am đi với ngôi, I, are thì đi với ngôi số nhiều. Và
danh từ đếm ngược số nhiều. Đấy chưa? Cái thì dễ rồi. Tiếp theo sang phủ định. Phủ định thì dễ thôi. Nếu là động từ thường, con sẽ thêm don't hoặc doesn't trước động từ, sau chủ ngữ. Nhớ cho cô, khi mà đã là phủ định thì động từ phải là dạng giữ nguyên, động từ nguyên thể gọi là verb infinitive. Cái từ INF này nó là viết tắt của infinitive. Tuy nhiên em không cần nhớ, em chỉ cần nhớ cho cô sau don't và doesn't, nói chung là trong thể phủ định, thì động từ sẽ phải giữ nguyên là dạng nguyên thể không chia. Được chưa? Nguyên thể không chia, không thêm S, không động vào cái động từ đấy. Ví dụ nha. Ví dụ động từ là chủ ngữ là see đi. See thì sẽ là doesn't, nhớ chưa? Chủ ngữ số ít, danh từ số ít thì sẽ là doesn't. Được chưa? Trợ động từ sẽ phải là does. Được chưa? Còn chủ ngữ số nhiều, danh từ số nhiều, trợ động từ sẽ là do. Don't. Ừ, đúng rồi. Bây giờ nhá, cô vì có một câu ví dụ này. She doesn't have eat breakfast. Cô ta không ăn sáng đâu. She doesn't eat breakfast. Được chưa? She doesn't eat breakfast. Hoặc là water doesn't boil. At 50 degrees Celsius, nghĩa là nước thì không sôi ở 50 độ đâu, nước phải sôi ở 100 độ cơ, được chưa? Độ C đấy, không có, được chưa? Water doesn't boil at 50 degrees Celsius, nghĩa là nước thì không sôi ở 350 độ và nước phải sôi 100 độ, phải là water boils at 100 degrees Celsius, được chưa nào? Con đã hiểu chưa? Nhớ cho cô. Yeah. Là số ít, danh từ số ít thì chọn động từ là does và thêm not thì nó tạo thành doesn't. Chủ ngữ số nhiều, danh từ số nhiều, chọn động từ là do, viết thành don't. Được chưa? Còn câu nghi vấn thì sao? Câu nghi vấn thì càng dễ. Câu nghi vấn, còn đối với động từ to be nữa. To be dạng phủ định thì con chỉ cần thêm not sau to be là được. Được chưa? Còn sang dạng nghi vấn rất dễ. Nếu là động từ thường thì con sẽ chỉ cần đảo do hoặc does lên trước chủ ngữ mà thôi. Do hoặc does lên trước chủ ngữ mà thôi. Động từ giữ nguyên nguyên thể, không chia. Còn rằng nghi vấn của động từ to be thì sẽ chỉ cần đảo is am are, và chính là đảo động từ to be lên trước chủ ngữ. Thế là xong. Được chưa nào? Hiểu không hả Khánh An? Nhập An Khánh. Yes. Ok, tiếp theo mình sẽ đến với present continuous. Đây là thì hiện tại tiếp diễn. Thì hiện tại tiếp diễn thì cấu trúc của nó sẽ là chủ ngữ cộng to be cộng verb in. Rất đơn giản thế thôi. Phủ định thì thêm not đằng sau to be, còn nghi vấn thì sẽ đảo to be lên trước chủ ngữ. Rất đơn giản. Nhưng mà nhớ cho cô nhá, động từ to be cộng với verb in, được chưa? Có rất là nhiều bạn đã cứ nhầm là chủ ngữ cộng verb in luôn là không được. Phải có động từ to be nhá, được chưa? Khánh An, Khánh hiểu chưa con? Ok, thế có lăn tăn chỗ nào không? Có không hiểu cần cô giải thích thêm chỗ nào không? Con nói to lên, mic của con nó hơi... Không hả? Ok, thế cô hỏi An Khánh nhá. Thế khi nào thì con sử dụng thì hiện tại đơn giản? Khi nào con sử dụng? Đơn giản. Động từ trước. Không phải. Nói gì đấy? Không phải. Nào, vậy khi nào mình biết sử dụng thì hiện tại đơn giản thì chúng ta sẽ sử dụng hiện tại đơn giản trong những trường hợp sau đây. Nhớ cho cô nhé. Thứ nhất thì hiện tại đơn giản thì nó sẽ Buổi hôm nay thì cô sẽ chỉ kịp để nói qua thôi. Đối hôm sau thì cô sẽ cho con ghi. Nên là yên tâm nhé. Và luyện tập nhé. Nào thì cô sẽ nói qua một chút này. Thứ nhất thì hiện tại đơn giản nó sẽ diễn tả một cái thói quen hay là hành động lặp đi lặp lại trong thời điểm hiện tại. Được chưa? Một thói quen hay là hành động lặp đi lặp lại trong thời điểm hiện tại. Cô ví dụ nhé. Bố tôi thì thường đi ngủ rất sớm đấy. My father always gets up early. Được chưa? Vậy bây giờ thì con sẽ biết là khi mà tôi muốn nói đến một thói quen ở hiện tại của tôi
hay là những cái việc mà tôi làm hàng ngày, ví dụ tôi dậy lúc 7 giờ sáng, tôi đánh răng, tôi ăn sáng rồi tôi đi học. Thì những cái thói, những cái việc hành động lặp đi lặp lại hàng ngày đấy thì tôi sẽ phải chia thì hiện tại đơn giản. Nào, con đã hiểu chưa nào? Yes. Tiếp theo thì hiện tại đơn giản nó còn diễn tả một cái chân lý, một sự thật hiển nhiên, chân lý, sự thật hiển nhiên, chưa? Một cái fact á, tiếng Anh đọc là fact. Đây là thực tế, F-A-C-T, fact. Đây là thực tế, được chưa? Thì hiện tại đơn giản là diễn tả một cái chân lý, một cái sự thật. Cô ví dụ nhá, mặt trời mọc ở đằng đông và lặn ở đằng tây. Thì chúng ta sẽ có là the sun rises in the east and sets in the west. Được chưa? Đây là một cái chân lý, một cái sự thật rất hiển nhiên, ai cũng biết. Hay là cô vừa lấy ví dụ đấy, nước sôi ở 100 độ C. The water boils at 100 degrees Celsius. Được chưa? Hay là trái đất thì quay xung quanh mặt trời chẳng hạn. The earth moves around the sun. Được chưa? Tiếp theo nhá. Cái thì tại đơn giản, nó còn để diễn tả một cái sự việc xảy ra theo một diễn biến cụ thể, hay còn gọi là một cái thời gian biểu. Hay cụ thể hơn, nó là lịch trình tàu xe. Được chưa? Nhớ cho cô, lịch trình tàu xe sẽ luôn luôn chia ở thì hiện tại đơn giản. Được chưa? Dù có là để ngày mai chẳng hạn. Ví dụ, chúng ta sẽ có câu là ngày mai tàu chạy lúc 7 giờ. Có phải là ngày mai nó mới xảy ra đúng không An Khánh? Yes. Đúng rồi, nhưng mà vì nó là lịch trình tàu xe, nó vẫn phải chia ở thì hiện tại đơn giản. Được chưa? Hay là máy bay cất cánh lúc 11 giờ sáng chẳng hạn. Thì mặc dù là 11 giờ sáng ngày mai nó mới cất cánh cơ, nhưng mà bởi vì nó là lịch trình tàu xe, lịch trình máy bay, nghĩa là lịch trình các phương tiện di chuyển theo một cái trình tự, theo một cái thời gian biểu cụ thể, thì con bắt buộc phải chia thì hiện tại đơn giản. Cô ví dụ này, the plane take off at 11 o'clock 11 a.m. tomorrow. Có nghĩa là máy bay cất cánh lúc 11 giờ sáng mai. Mặc dù là sáng ngày mai nó mới xảy ra, nhưng mà bởi vì là nó diễn tả một, bởi vì nó là thể hiện một cái lịch trình, nó đã được định sẵn trước rồi, mình vẫn phải chia nó ở thì hiện tại đơn giản. Được chưa? Không, như hôm nay chưa cần ghi vội đâu, mai cô sẽ cho ghi cụ thể. Được chưa? Hoặc cô sẽ gửi cho con. Nào, tiếp theo. Bây giờ chỉ cần nghe để hiểu cho cô thôi đã. Tiếp theo nhá, thì hiện tại đơn giản nó còn diễn tả một cái trạng thái, cảm giác, cảm xúc của một chủ thể nào đó. Được chưa? Cô ví dụ nhá, tôi nghĩ là bộ phim này hay đấy. I think this film is good. Được chưa? Nó diễn tả một cái trạng thái, cảm xúc của một chủ thể nào đó. Thì cái này nó không phổ biến lắm. Con có thể là bây giờ không cần nhớ luôn. Được chưa? Nhưng mà nhớ cái ba cái bên trên, hai ba cái bên trên nó sẽ thường phổ biến hơn. Ví dụ như là chỉ một cái thói quen, một cái hành động lặp đi lặp lại. Được chưa? Ví dụ như là ngày nào tôi cũng thức dậy lúc 7 giờ, tôi ăn sáng rồi tôi đến trường. Tôi đến trường thì tôi sẽ học, sau đó tôi sẽ được ra chơi. Đó thì là nó là những cái hành động lặp đi lặp lại. Được chưa? Ngoài ra nó còn là thói quen nữa. Ví dụ tôi sẽ thường ăn sáng vào lúc 8 giờ chẳng hạn. I often have breakfast at 8 o'clock in the morning. Tôi sẽ thường ăn sáng lúc 8 giờ, được chưa? Cái thứ hai là nó diễn tả một cái chân lý, một cái sự thật hiển nhiên. Đó là một cái thực tế, ví dụ trái đất quay xung quanh mặt trời. The earth moves around the sun, được chưa? Cái thứ ba là nó diễn tả lịch trình tàu xe, được chưa? Nhớ cho cô, lịch trình máy bay tàu xe sẽ luôn luôn phải chia thì hiện tại đơn giản. Được chưa nào? Ok, kiến thức ngữ pháp hôm nay thì hơi nhiều một chút, mình chưa học hết, tuy nhiên bởi vì là buổi đầu tiên mình phải làm quen hơi nhiều. Được chưa? Nên là buổi hôm sau mình sẽ học luôn nha. Được chưa? Ok con. Được không anh? Được không? Ok. Ok. Cô sẽ giao bài tập về nhà qua Zalo. Chắc là rồi mẹ nhìn thấy thì mẹ sẽ gửi cho. À, cô gửi cho con luôn hả? Hay là con vào cái nhóm lớp của con luôn cũng được. Không sao. Con bảo mẹ ấy, bảo mẹ add con luôn vào nhóm lớp. Được chưa? Rất nhiều bạn cũng cùng ở nhóm lớp với bố mẹ mà. Không sao. Con cứ bảo mẹ là mẹ add con vào nhóm lớp để cô giáo gửi bài tập cho con nhé. Được chưa? Thì mẹ sẽ add con. Được chưa? Cô yes. Bố mẹ con ở trong nhóm lớp rồi. Ok. Được rồi. Buổi đầu tiên đến đây thôi. Nên cô đang hơi đau họng. Ok. Thì cô thấy là âm của An Khánh khá tốt. Âm cái accent ấy, nó gọi là accent.
accent của con rất tốt và con nên nghe nhiều tiếng Anh bằng cách xem phim hay là nghe nhạc. Con sẽ tự phát triển tự nhiên được cái âm của con. Rất tốt, hay duy trì nó nhé. Bằng cách là chăm đọc tiếng Anh, chăm nghe tiếng Anh, được chưa? Ok, còn về ngữ pháp thì cô chưa phát hiện được nhiều lắm, được chưa? À, từ mới. Và đặc biệt là sau mỗi một buổi thì về học từ mới cho cô nhé. Hôm sau cô sẽ hỏi lại, cô sẽ kiểm tra lại đấy, được chưa? Ok, được rồi. À, đến sáng mai thì cô sẽ hoàn thành cái việc up video lên YouTube cho con. Nếu mà con muốn xem lại bài học của con muốn xem lại buổi học thì con bảo mẹ mở cho con xem nhé. Được chưa? Ok? Yes. Ok, so it is the end of the lesson today. Goodbye, see you next time. Bye bye.